Lúc 10 giờ sáng nay, diễn đàn mạng lưới các chính quyền địa phương PEMSI về phát triển bền vững vùng bờ do chính quyền tỉnh Phiri Sihanouk, Campuchia đăng cai tổ chức, với sự tham dự của 52 thành viên chính quyền địa phương đến từ 10 quốc gia: Campuchia, Trung Quốc, Indonesia, Nhật Bản, Malaysia, Philippines, Hàn Quốc, Thái Lan, Đông Timor và Việt Nam. Và 3 thành viên liên kết cùng với các tổ chức phi chính phủ và cơ quan phát triển. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Quang Nam chủ trì tại điểm cầu thành phố Đà Nẵng. Diễn đàn mạng lưới các chính quyền địa phương của PEMSI được tổ chức hàng năm và do các thành viên luân phiên đăng cai. Diễn đàn năm nay với chủ đề kết nối vì một thập kỷ đại dương mới đầy hy vọng trong khuôn khổ chương trình Đại hội Biển Đông Á năm 2021 với nhiều nội dung quan trọng như đánh giá kết quả năm 2021, triển khai kế hoạch năm 2022, ký bản tuyên bố Sihanouk, thông qua kế hoạch hành động chiến lược giai đoạn 2022-2030, bầu cử chủ tịch và phó chủ tịch mới của mạng lưới BNLG, giới thiệu thành viên mới gia nhập mạng lưới và thông báo Tangerang, Indonesia là địa phương đăng cai tổ chức diễn đàn năm 2022. Thông tin chi tiết chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật ở chương trình thời sự tiếp theo. Quận ủy Ngũ Hành Sơn vừa tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 5 khóa 10 về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị. Qua 15 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 5 khóa 10, nhận thức về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng từ quận đến cơ sở của các cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội được nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của địa phương. Phương thức vận động quần chúng được đa dạng hóa các loại hình để xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Chất lượng công tác, trình độ của đội ngũ cán bộ công chức ngày càng cao, ý thức trách nhiệm, năng lực công tác đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, góp phần thực